Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Ukraine phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga ngoài khơi Crimea. Tổng tư lệnh Ukraine ra thăm tiền tuyến. Putin ký luật tịch thu tài sản những người phản chiến. EU đề xuất trừng phạt các công ty Trung Quốc hỗ trợ Nga. Mạng lưới cung cấp thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc khoảng 15 triệu người. Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng năm thứ 29 liên tiếp, Iran lên án vụ tấn công khủng bố vào đường ống dẫn khí đốt. Hàn Quốc phạt tù cảnh sát liên quan thảm họa Itaewon. Tất cả đều có trong bản tin trời này. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh Sống Với Dây Tinh Hoa thứ năm ngày 15 tháng 2. Ngay sau đây là những bản tin trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trang tin RBC Ukraine đưa tin, dựa theo công bố của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng ngày hôm qua, ngày 14 tháng 2, cho biết chiến hạm đổ bộ cỡ lớn Kaiser Kunikov của Nga đã bị phá hủy ở gần Aluka, ngoài khơi Crimea. Con tàu bị tấn công bởi xuồng không người lái tấn công Magura V5. Nhiệm vụ được thực hiện thành công bởi lực lượng đặc nhiệm nhóm 13 của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng. Trận tập kích xảy ra trong đêm bước sang ngày 14 tháng 2, với sự hợp tác của tất cả các thành phần trong lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine. Bạn báo cáo cho biết thêm, tàu Nga đã bị tấn công bởi xuồng không người lái tấn công hàng hải Magura V5 ngoài khơi Crimea, gần thành phố Alupka. Tình báo lưu ý rằng, con tàu đã bị thủng những lỗ hổng nghiêm trọng ở mạng trái và bắt đầu chìm. Con tàu mang tên một sĩ quan Nga đã thiệt mạng cách đây đúng 101 năm. Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết, chiến hạm Kaiser Kunikov là một trong những chiến hạm mới nhất của Nga. Nó có thể chứa 87 thành viên thủy thủ, từng được Moscow sử dụng trong các cuộc chiến tranh ở Georgia, Syria và Ukraine. Các sĩ quan tình báo nhấn mạnh, hoạt động tìm kiếm cứu nạn của quân xâm lược đã không thành công khi toàn bộ thủy thủ trên tàu đã thiệt mạng. Thưa quý vị, tướng Oleksandr Suski, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, ông và bộ trưởng quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã đến thăm chiến trường ở mặt trận Avdiivka và Kubiansk. Tại đây, họ đã nghe báo cáo từ các chỉ huy và đưa ra một loạt quyết định quan trọng nhằm tăng cường lực lượng cho Ukraine. Ông cho biết: "Tôi đã có chuyến thăm làm việc với các đơn vị quân đội và đơn vị phòng thủ trên mặt trận Avdiivka và Kubiansk cùng với bộ trưởng quốc phòng Rustem Umerov. Tình hình hoạt động vô cùng khó khăn và căng thẳng, quân xâm lược Nga đang tăng cường nỗ lực và có lợi thế về quân số, họ ít quan tâm đến mạng sống con người và kiên trì tiến hành các cuộc tấn công bằng quân đội như bia đỡ đạn. Ông Suski nói thêm rằng, cùng với Umerov, họ đã nghe báo cáo từ chỉ huy các lữ đoàn, nhóm chiến thuật và đội hình tiến hành các hoạt động phòng thủ trong điều kiện cực kỳ khó khăn và cũng phân tích các nguồn lực cũng như nhu cầu sẵn có của quân phòng thủ. Chúng tôi đã đưa ra một loạt quyết định quan trọng nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của các đơn vị quân đội của chúng tôi và cản trở hành động của kẻ thù. Chúng tôi đang làm mọi cách có thể để ngăn chặn kẻ thù tiến sâu vào lãnh thổ, đồng thời giữ vững các vị trí của mình. Tổng tư lệnh nói thêm rằng, lực lượng phòng vệ Ukraine đang gây tổn thất đáng kể cho quân đội chiếm đóng của Nga, bất chấp điều kiện khắc nghiệt. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 2, Tổng thống Putin đã ký luật cho phép chính quyền tịch thu tài sản của những cá nhân bị kết tội làm mất uy tín và truyền bá tin giả về quân đội. Luật thời chiến này cũng cho phép thu giữ tiền và các hiện vật có giá trị khác từ những người bị kết tội kích động hoạt động cực đoan, đồng thời kêu gọi các biện pháp trừng phạt chống Nga. Tuy nhiên, bất động sản không nằm trong số danh sách những tài sản bị tịch thu. Cùng ngày 14 tháng 2, điện Kremlin cho biết không có căn cứ nào để công chúng phải lo sợ luật tịch thu mới và cũng loại trừ bất kỳ mối liên hệ nào với luật pháp thời Liên Xô. Cả hai viện của Quốc hội Nga đã thông qua dự luật một cách nhanh chóng và nhất trí trong hai tuần qua trước khi nó được đưa đến bàn làm việc của ông Putin. Trước đó ngày 31 tháng 1, chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cho biết các biện pháp mới nhằm tìm kiếm những hình phạt cứng rắn hơn đối với những kẻ phản bội và những kẻ vô lại phản đối việc Nga xâm lược Ukraine. Chính quyền Nga đã xử án và kết tội những người chỉ trích quân đội ngay sau cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Tội truyền bá tin giả về quân đội có mức án tù tối đa lên tới 15 năm và được chính quyền sử dụng để trấn áp mọi hình thức bất đồng chính kiến. Hàng nghìn người chỉ trích cuộc chiến đã trốn ra nước ngoài để trốn tránh bị truy tố, trong đó nhiều người đã để lại tài sản ở Nga. Thưa quý vị, lần đầu tiên EU đang đề xuất xử phạt các công ty ở Trung Quốc đại lục như một phần trong các biện pháp mới nhất nhằm ngăn chặn các lỗ hổng cho phép Nga chuyển công nghệ quân sự qua nước thứ ba đến các nhà máy vũ khí của nước này. Ba công ty ở Trung Quốc đại lục cũng như bốn công ty ở Hồng Kông và một ở Ấn Độ đã có mặt trong một tài liệu dài 91 trang về các công ty và cá nhân mà các quốc gia thành viên EU muốn bổ sung vào danh sách trừng phạt ngày càng tăng trước lễ kỷ niệm 2 năm ngày Nga xâm lược Ukraine. Một nguồn tin cho biết, Nga đang nỗ lực hết mình để né tránh các lệnh trừng phạt của chúng tôi, nhưng chúng tôi cần phải làm nhiều hơn nữa. Chúng ta cần phải chặn các lỗ hổng, nhắm mục tiêu vào các lối thoát gian lận, giảm doanh thu hơn nữa. EU cũng đã đưa ra lệnh cấm xuất khẩu tương tự đối với hơn 600 công ty, trong đó có ba công ty có trụ sở tại Hồng Kông và các công ty ở các quốc gia bao gồm Armenia, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Uzbekistan. Năm 2023, Brussels cũng đã đề xuất đưa năm công ty Trung Quốc vào danh sách, nhưng những công ty đó đã thoát nạn trước sự phản đối của Bắc Kinh và sự miễn cưỡng chấp thuận của một số thành viên EU. Các đồng minh phương Tây ước tính rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại đã khiến Nga mất đi 400 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Các biện pháp trừng phạt mới đang được lên kế hoạch, cũng dự kiến sẽ khiến thêm nhiều quan chức Nga bị phong tỏa tài sản và cấm thị thực vào EU. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương của chúng tôi. Thưa quý vị, nhà khoa học chính trị người Hoa Kỳ, ông Bùi Mẫn Hân, đã chỉ ra rằng chỉ riêng trong năm 2022, chi tiêu cho an ninh nội địa của Trung Quốc, bao gồm cả luật an ninh công cộng, và khoảng 1.440 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 202 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, mạng lưới cung cấp thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể lên tới 15 triệu người. Ông Bùi đã đăng một bài viết trên tạp chí ngoại giao chỉ ra rằng điều đáng sợ về hệ thống giám sát của Trung Quốc không phải là công nghệ tiên tiến vì công nghệ không phải là toàn năng, mà chính là yếu tố con người hệ thống giám sát của trung quốc sẽ không thể hoạt động được nếu không có hàng triệu người cung cấp thông tin cho nó ông cũng nói rằng sự tăng trưởng nhanh chóng về năng lực giám sát của trung quốc thực chất là do sự tăng trưởng kinh tế của trung quốc trong những năm gần đây điều này đã giúp đảng cộng sản trung quốc có đủ nguồn tài chính để hỗ trợ mạng lưới giám sát này ngoài ra ông cũng chỉ ra rằng ngoại trừ nhân viên an ninh quốc gia bí mật theo thông tin công khai, số nhân viên công an ở Trung Quốc đã sấp xỉ hơn 2 triệu người. Trong đó, số lượng nhân viên an ninh chịu trách nhiệm giám sát trong nước ước tính dao động từ 60.000 đến 100.000 người. Con số này là không đáng kể so với 1% dân số của lực lượng cảnh sát mật ở Đông Đức là Stasi trước đây. Tuy nhiên, không giống như ở Đông Đức, Trung Quốc có một nhóm người tố cáo được trả lương hoặc không cần phải trả tiền con số đó có thể lên tới 15 triệu người, chiếm 1% dân số của Trung Quốc. Những công dân này có thể theo dõi đồng nghiệp hoặc hàng xóm của họ, vì sự tham gia của họ được bảo đảm thông qua ép buộc hoặc xúi dục, cho nên việc duy trì không tốn kém, ông Bùi Mẫn Hân kết luận. Thưa quý vị, một báo cáo mới cho biết, Trung Quốc đã tăng ngân sách quốc phòng năm thứ 29 liên tiếp, báo hiệu cam kết lâu dài trong việc củng cố quân đội, trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu đang diễn ra. Vào ngày 14 tháng 2, tạp chí Nikkei Asia đưa tin, theo báo cáo Cân bằng quân sự năm 2024 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại London, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023, tính theo đồng nội tệ lên tới 1,55 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2023, tức là khoảng 219,5 tỷ đô la Mỹ. Nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã đặt mục tiêu biến quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thành một quân đội đẳng cấp thế giới, trong khi Bắc Kinh đang củng cố vị thế quân sự của mình ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Cách tiếp cận này nhằm tăng ngân sách quốc phòng cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của Bắc Kinh về các cuộc xung đột tiềm ẩn, chuyển từ kỳ vọng về những chiến thắng nhanh chóng sang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài và tiêu hao hơn. Maya Nuven thành viên cấp cao về chính sách an ninh và quốc phòng của Trung Quốc tại IISS đã nói với Nikkei Asia, Trung Quốc đang dần thực hiện những thay đổi để hợp nhất quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc và huy động dân sự cho một cuộc chiến kéo dài ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Novens cũng lưu ý, những động thái gần đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quân dự bị và cựu chiến binh chờ về đơn vị của họ và cấp cho quân đội quyền tiếp cận cơ sở hạ tầng dân sự cũng như các kho nhiên liệu. Thưa quý vị, một quan chức chính phủ Iran đã đổ lỗi cho khủng bố và phá hoại về vụ nổ kép trên đường ống dẫn khí đốt qua đêm. Truyền thông nhà nước của Iran vào hôm thứ tư đã đưa tin, mặc dù có rất ít thông tin chi tiết về các vụ nổ, nhưng một vụ đã xảy ra trên tuyến đường dẫn khí đốt chính chạy từ tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari ở miền Trung của Iran về phía bắc tới các mỏ khí đốt lớn ở biển Caspian. Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi cuộc chiến của Israel ở Gaza có nguy cơ lan rộng khắp khu vực. Mặc dù Tehran không nêu rõ họ nghi ngờ ai, nhưng nước này đã liên kết với những vụ việc tương tự khác với Israel trong nhiều năm qua. Bộ trưởng dầu mỏ là Javad Oji đã nói với đài truyền hình nhà nước, hành động phá hoại khủng bố này xảy ra vào lúc 1 giờ sáng vào hôm thứ Tư trong mạng lưới đường ống dẫn khí đốt quốc gia ở hai khu vực của đất nước. Nhà chức trách đã phủ nhận thông tin cho rằng vụ việc đã khiến các ngành công nghiệp và văn phòng bị cắt gas. Trong quá khứ, phe ly khai Ả Rập ở tây nam của Iran đã tuyên bố tấn công vào các đường ống dẫn dầu, nhưng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng như vậy rất hiếm ở những nơi khác. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, căng thẳng đã gia tăng khi Iran phải đối mặt với một nền kinh tế bị càn trở bởi các lệnh trừng phạt quốc tế đối với chương trình hạt nhân của nước này. Thưa quý vị tòa án ở quận Tây Seoul vào ngày 14 tháng 2 đã tuyên phạt 1,5 năm tù với ông Park Sung Min là cựu sĩ quan tình báo cấp cao thuộc cơ quan cảnh sát ở thủ đô Seoul và một năm tù treo đối với Kim Jin Ho, cựu nhân viên của sở cảnh sát quận Yongsan. Hai người bị kết án vì đã tiêu hủy bốn bản báo cáo nội bộ về những rủi ro liên quan đến đám đông lớn tụ tập ở khu vực Itaewon trước khi thảm kịch dẫm đạp xảy ra vào năm 2022 bản án có đoạn như sau. Các bị cáo đáng lẽ phải tích cực hợp tác điều tra bằng cách bảo quản tốt các dữ liệu hiện có. Tuy nhiên, họ đã ngược lại, xóa hoặc tự ý thiêu hủy các bản báo cáo nội bộ được viết trước khi vụ tai nạn xảy ra. Tòa án ở quận Tây Seoul cho rằng đây là hành vi giảm thiểu và che giấu trách nhiệm, gây khó khăn cho nỗ lực tìm ra sự thật và xứng đáng phải chịu hình phạt nghiêm khắc ông Park và ông Kim là các cựu cảnh sát đầu tiên bị kết án liên quan tới thảm họa dẫm đạp tại Itaewon. Ông Kim Quang Ho, người đứng đầu cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul vào hồi tháng 1 cũng đã bị truy tố với các cáo buộc phản ứng cầu thả trong sự việc. Quan chức này đã bị cho là không thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phản ứng chậm chạp, phớt lờ các cảnh báo và không chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Nếu bị kết tội, ông Kim sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù và khoản tiền phạt lên tới 15.000 đô la Mỹ. Xin cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa nay đến đây xin được phép tạm dừng. Yên Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.